Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Cái máy từ Hòa Hảo Tân Hưng Long An cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Thời gian qua cô bác chị em luôn theo dõi kênh từ máy của em thì cũng như mua máy ủng hộ bên em nha. Thì hôm nay em quay cho cô bác chị em tham khảo cái động cơ Yanma. Em này chặt từ thùng phát điện xuống cô bác chị em. Em này là Yanma 4T718 cô bác chị em. 4T718. Dòng tua em này là 3600 nè, 42,5 PS. Tình trạng em này là đúng mấy nghĩa địa quá cho em nha, đúng mấy nghĩa địa, chặt từ thùng phát điện nha. Thùng phát điện thì nó cái bánh đà nó gì quá cho em ha, còn nén khí là nó khác nha, nén khí nó khác. Thì giờ máy này nó cũng có một vài cái lỗi quá cho em đây, các em thấy không đó, nó bông nước sơn ở phía sau nắp láp chỗ này ha. Thì em này cái bô lửa của nó đó thì anh em ở ngoài đó người ta sơn cái màu bạc như thế này, sơn màu bạc như thế này nó còn dính được quá, nhìn thấy không đó. Cho nên là mình lấy sao về mình bán y vậy nha. Cô bác chị em có để ý miếng gòn của nó không, cực kỳ nha. Lỗi thứ hai chỗ này có chưa, nó tất cả đều cực kỳ hết, chỉ có hai chỗ thôi đó. Chỉ có hai chỗ thôi, còn tất cả là cực kỳ luôn quá cho em. Thì nó là nó phải phai mờ theo năm tháng của quá cho em, nhưng mà nó một có một phần nào đó nó một phần nào đó nó bị hơi chốc nước sơn như cái chỗ mắc nước quá cho em, thấy không, hoặc là chỗ này. Đa số là cái dòng 3T 4T nó hay bị chỗ này quá cho em ha, hay bị chỗ này hết. Còn ở chỗ tái đầu cốt quá cho em thì cô bác chị em là hay đúc cái đầu điếu ở đây để mình lăn thử coi máy nó có chạy có lăn được hay không để mua đó cô bác chị em. Đa số là mấy cái dòng phát điện là anh em hay đúc đi lăn, cho nên nó có dấu chỗ đó cô bác chị em cứ để thinh vậy nha, không cần sơn dặm lại hết đó. Thì cái 4T718 này cũng không ngoại lệ với những cái con máy 4T khác, nó cũng đều có 4T phát điện khác, nó đều có bơm dầu điện, bộ ly dầu, bộ ly dầu phụ, bộ ly dầu chính, nói chung là tất cả đều có đầy đủ hết. Đó. Thì con máy này thì nó là con giấy của anh chị em. Đây, có chị bác, có anh chị em hay hỏi con giấy con thiết đó, thì em xin trả lời là con giấy luôn ha. Đó, cực kỳ quá cho em ha, đó, xuất sắc. Nói chung mà mấy cái động cơ phát điện thì quá cho em không cần phải bàn cãi rồi, nó mới cực kỳ lắm. Cái này là em chưa xịt dầu nha, bắn dầu con, em chưa có xịt dầu, em vừa rửa ra xong, nói như vậy đó, đó, đó. Em bắn qua một lớp dầu, sơn một lớp dầu thì có chị em thấy nó bóng loáng nha, đó. Mấy cái dòng máy phát điện thế này quá chị em, lý do sao nó còn đẹp, lý do là ở phía bên đó người ta dự phòng thôi, người ta không có sử dụng nhiều, cho nên nó về có nhiều cái động cơ là nó chạy chỉ 1-2 giờ thôi. Động cơ này thì nó chạy chắc cũng phải trên 10 giờ quá chị em nha, nó mặc dù nó còn mới nhưng mà phải trên 10 giờ. Lý do là mình thấy mấy con ốc bô nè nó hơi xuống màu chút xíu, nó không có xanh lè nha. Đó, thì em nói như vậy, em nghi vấn nó vậy thôi chứ em không quyết đoán, cô bác chị em có đôi khi mà thông cảm nha. Đó, đây ở trong nắp còi đây mới keng cô bác chị em nha, mới keng. Rồi em đề máy cho cô bác chị em nghe tiếng máy của nó nha. Trước khi đề máy thì em sẽ kẹp cái bơm dầu điện vô thì cô bác chị em nghe nó chạy nha. Đó, thì đây là cái tắt điện nè, thấy không, tắt đây. Rồi bơm dầu đã hoạt động trong vòng mấy giây thì dầu nó đã ổn định rồi, thì bây giờ mình tiếp tục mình đề. Thì em cũng vẫn đề cục đề quen thuộc, cục đề quen thuộc là cục kích rất là ok, hiệu quả cao, em đề khoảng 60 lần rồi đó, điện nó vẫn là ok quá chị em nha. Đó, rồi kẹp vô đây con, rồi em đề máy nổ nha, đề đi con, cực kỳ quá nha. Máy không? Chắc đến đây nè.
chốt có gì em. Cô bác chị em tắt thì cô bác chị em tắt cái bơm dầu luôn. Đó. Thì để em quay thêm một lần nữa cho cô bác chị em xem tổng quá cái máy này, cái em báo giá của chị em cho bác chị em coi coi có ấy thì có thêm thấy hợp lý thì mua ủng hộ giùm em nha. Quay chi tiết nha. Đây là một chỗ chống nước sơn đó. Quay sao bán y vậy quá chị em. Ở sau này nó chốt nước sơn đây. Đó. Nắp lắp cực kỳ, nắp chụp cò cực kỳ, heo dầu cũng cực kỳ luôn, không bị chốt một lỗ nào nữa em nha. Đó. Em quay chỗ này cho quá chị em thấy nha. Cái chỗ này nè, có nhiều quá chị em nói là sơn đi sơn lại nó tuột, không phải nha quá chị em, nói như vậy nha. Có nhầm khi cái máy nó sơn vẫn vậy nha. Nguyên kia nó là vậy nha quá chị em, lưu ý chỗ đó nha. Đó. Đó, cực kỳ không? Thì có chị em ơi, có chị em xem video nhớ đăng ký giúp giùm em nha. Có chị em nào chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ giùm em. Để khi mà em đăng cái máy nào đó có chị em kịp thời theo dõi. Có chị em xem kênh rồi bên đây mà em quay cái gì đó đó thì nó sẽ thông báo cho có chị em. Có chị em xem được nhiều con máy. Hiểu biết nhiều thêm nhiều con máy của quá chị em nha. Thì nó nói chung là cũng không có tốn của quá chị em đồng xu các bạn nào trơn á, nhưng mà lợi ích của quá chị em rất là nhiều nha. Có nhiều video em chia sẻ nhiều vấn đề về máy đó thì có quá chị em nào mà chưa biết đó thì có thể nghe mình tìm hiểu thêm được một phần nào đó. Và có quá chị em ơi, cho em một like nha quá chị em, và một chia sẻ nha. Em cảm ơn quá chị em nhiều lắm. Thì dù sao cũng không, em không quên ơn quá chị em đã đăng ký và ủng hộ mua máy bên em rất là nhiều thời gian qua. Thì trong quá trình mua bán trao đổi có cái gì đó không đúng thì mong quá chị em bỏ qua giùm giúp em, ăn ơn nha. Thì con máy này em nhắc lại là Yanma 4T78 dòng tua 3600 42,5 PS. Nói là cắt trong thùng phát điện, chất lượng máy nó còn trên 95%, em cam đoan cam kết nguyên zin, không giảm giá, không chế cháo ha. Nếu mà em bán không đúng sự thật 1 đền 10 nha. Thì em sẽ giao hàng cho cô bán chị em toàn quốc, bất cứ cô bán chị em ở tỉnh nào, giá của nó trên 40 triệu quá chị em, bốn mấy triệu nha. Thì máy chất lượng cao, giá phải cao, quá chị em đừng hỏi vì sao nha. Em cảm ơn cô bán chị em rất là nhiều, nhớ đăng ký giúp giùm em quá chị em, mang ơn nhiều lắm nha, không tốn tiền tốn bạc chân á, rất lợi ích cho quá chị em nha. Một lần nữa em xin chào và cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại cô bán chị em video tiếp theo.